là chúng ta từ cái người này này, cái chữ làm thuê nó ở trong đầu mình, và tất cả mọi thứ liên quan đến làm thuê nó đều nằm ở trong đầu của mình. Sau đó mình đi ra ngoài mình làm chủ. Và bạn tưởng tượng là mình đang làm chủ với tư duy của một người làm thuê. Vậy thì có biết cách nào để kiếm tiền không? Không. Cái việc đầu tiên chúng ta sẽ nói về những thứ cơ bản trước đã. Đó là khi chúng ta đủ tuổi lao động thì thường mọi người, người thân trong gia đình, kể cả là xã hội, tất cả mọi người đều hướng cho mình đi đâu là đầu tiên các bạn? Làm gì? Đúng rồi, đi làm thuê cho một ai đó. Công ty thì vẫn là của một ai đó. Doanh nghiệp cũng là của một ai đó. Tức là đi làm thuê cho một ai đó. Chúng ta đều được định hướng như vậy. Tôi cũng như vậy, các bạn cũng như vậy, và tất cả mọi người ngoài kia cũng như vậy. Vì sao lại là như vậy? Bởi vì từ mẫu giáo cho đến khi học hết các chương trình đào tạo thì chúng ta đều được hướng là học cái gì cả nhà? Học cho thật giỏi để có một công việc có thu nhập là cao, đúng không? Có thu nhập tốt. Đấy là việc đầu tiên chúng ta được định hướng. Thế trong suốt từ khi mà 0 tuổi cho đến 25 tuổi là chúng ta được định hướng là như vậy. Cho nên là có 25 năm xây dựng tư duy để trở thành một người. Trở thành một người. Trở thành một người. Đi làm thuê. Bao nhiêu năm cả nhà? 25 năm. Và bây giờ tự nhiên đi ra ngoài đời, có một người bảo bạn đi làm kinh doanh đi. Và bạn cảm thấy thế nào? Hả? Nó khác hoàn toàn so với những gì mình được định hướng trong suốt 25 năm vừa rồi. Cho nên chúng ta sẽ cảm thấy lo lắng này, sợ hãi này. Phải vậy không? Rồi sợ những người xung quanh mình đánh giá, những người đã từng điều hướng mình, họ đánh giá thế này thế kia. Và nếu ai đó dám thay đổi cuộc sống ổn định hiện tại để sang một cái công việc mà nó đầy tính rủi ro và không biết trước tương lai, thì người đấy đã là tuyệt vời chưa cả nhà? Dám thay đổi là tuyệt vời chưa? Tuyệt vời rồi, để chấp nhận một cái tương lai không biết trước. Nhưng khi mà người ta sang đến cái tương lai đấy thì chính bản thân người ta cũng thế nào? Bắt đầu trở lên hoang mang. Đúng phải vậy không? Trước đây chưa bao giờ được định hướng để sống cuộc sống đó, mà chúng ta đều được định hướng để sống cuộc sống này ổn định, sáng đi tối về 30 ngày thu được từng này tiền ổn định, đến tuổi thì lấy chồng, đến tuổi thì đẻ con. Phải vậy không? Không khác một tí nào cả. Và tự nhiên mình sang một cái công việc mới, nó lạ lắm. Và một cuộc sống mới nó lạ lắm. Không ai dạy cho mình phải sống như thế nào. Và đó là lý do làm cho mọi người cứ sống trong trạng thái lúc nào cũng lo lắng, cũng sợ hãi. Và thôi tôi hỏi bạn là lo lắng và sợ hãi có giúp bạn thành công được không? Giúp được không? Không. Thế cho nên tỷ lệ người thành công nó ít là như vậy. Hiểu không? Đây là điều đầu tiên này, chúng ta được định hướng. Được định hướng để đi làm gì cả nhà? Được định hướng để đi làm thuê. Đấy nha. Không phải tại bạn ngu, bạn dốt hay bạn bất kỳ điều gì cả. Đơn giản bạn được dạy để làm việc đó. Tất cả chúng ta, tôi cũng thế. Và nhiều người ngoài kia cũng y hệt như thế. Công việc đầu tiên. Rồi một ai đó, Việt Nam mình có gần 100 triệu dân. Thì một ai đó trong số lượng người đấy cảm thấy cuộc sống của mình ở mức đi làm thuê này cảm thấy nó không hợp lý cho lắm. Cảm thấy nó bị thế nào cả nhà? Khi đi làm thuê thì bị sao? Bị thế nào? Gò bó về mặt thời gian. Công việc có áp lực không? Có áp lực không? Có. Thu nhập thì sao? Thu nhập thì thấp. Thời gian không có, thu nhập thấp, áp lực công việc cao. Thế đây là một cái sự lựa chọn không hợp lý cho lắm. Và một số người cảm thấy là không đúng rồi với mong muốn của cuộc đời mình, cho nên họ sẽ làm gì cả nhà? Họ sẽ thay đổi. Nhiều hay ít? Số lượng người ấy, ít, đúng không? Người ta sẽ chuyển từ đi làm thuê sang làm gì cả nhà? Đi đâu? Đi làm chủ. Người ta bảo là đi làm thuê cho ông ít tiền lắm mà lại gò bó thời gian. Thôi bây giờ học cái nghề để sau đó ra làm chủ cho nó nhàn rỗi, cho nó giàu. Phải không?
Đúng tư duy không? Đi làm thuê kiếm ít tiền và gò bó thời gian, thế là đi ra làm chủ để giống ông chủ kia, vừa nhàn lại vừa nhiều tiền. Nhưng câu hỏi là một người đi ra để làm cho giống ông chủ thì bao nhiêu người được giống ông chủ? Bao nhiêu? Rồi, từ đây là một số lượng rất lớn, chuyển sang đây là một số lượng rất nhỏ. Mà để thành công ở đây thì lại là siêu siêu nhỏ. Phải vậy không? Làm chủ có dễ không cả nhà? Không. Bạn cứ hiểu cái điều này. Vì sao mọi người đi ra làm chủ mà không đạt được kết quả? Bởi vì sao? Bởi vì phần lớn là chúng ta từ cái người này này, cái chữ làm thuê nó ở trong đầu mình, và tất cả mọi thứ liên quan đến làm thuê nó đều nằm ở trong đầu của mình. Sau đó mình đi ra ngoài mình làm chủ. Và bạn tưởng tượng là mình đang làm chủ với tư duy của một người làm thuê. Vậy thì có biết cách nào để kiếm tiền không? Không. Đi làm thuê vẫn là 24 tiếng để đổi lấy gì? Lấy tiền. Thế thì đi ra làm chủ chúng ta cũng tư duy y hệt luôn là 24 tiếng để đổi lấy tiền. Và ở đây có ai đang như vậy không? Ôi trời, to thế. Cứ ngồi học ở đây cái là ở nhà phải đóng cửa. Hoặc nếu mà có nhân viên thì khách đến người ta cũng không làm với nhân viên, cứ phải chủ cơ. Phải không? Rồi nhiều anh chị em làm công việc gì cũng thế thôi. Mình vẫn là nhất. Có nhân viên rồi nhưng người chốt sale, người bán hàng, người xử lý từ chối, người xử lý các loại vấn đề với khách hàng vẫn là mình. Đấy, mô hình nào nó cũng thế. Làm chủ với tinh thần của một người làm thuê, đây là lý do không thể thành công được. Chúng ta phải làm chủ với tinh thần của một người làm chủ. Vậy thì 25 năm được đào tạo để làm thuê thì chúng ta ra đời và trở thành một người làm thuê rất tốt. Có tốt không? Tháng nào cũng nhận đủ lương và không ai bị trừ lương cả. Đúng không? Đấy là làm thuê tốt rồi. Và khi mà chúng ta ra làm chủ, chúng ta muốn làm chủ tốt thì chúng ta cũng phải học cách làm chủ. Có phải học không? Đấy, thì cho nên hãy nhớ nha, muốn làm chủ mà không học thì xong rồi đấy. Nếu mà thành công thì sao? Nó gọi là may mắn. Còn quay trở lại cái đoạn làm chủ này, thì mình đi làm thuê cho người ta, bây giờ điều mình mong muốn đó là được, đó là tự làm chủ. Tức là tự mình làm hết, tự mình làm tất, không làm thuê cho ai cả. Mà tôi làm thuê cho ai? Đúng rồi, làm thuê cho mình còn vất hơn làm thuê cho người khác. Hiểu điều này không? Làm thuê cho người ta ấy, là mình đi làm 30 ngày mình nhận lương, nhưng mình không phải chịu chi phí tiền thuê nhà, không phải chịu tiền trả công cho người khác, không cần phải chi phí lãi vay để vốn đầu tư ấy. Không cần phải bỏ vốn đầu tư cái gì hết, không cần phải chấp nhận rủi ro, nếu thất bại thì mất sạch tiền. Nhà đâu cả nhà, cứ 30 ngày đến cuối tháng nhận lương, tối về ngủ phải gọi là vắt lưỡi lên, thoải mái, không phải nghĩ ngợi gì cả, béo tròn rồi. Đi làm thuê cho người ta gì mà đau đầu, đi làm cho mình mới đau đầu. Đi làm cho mình đau đầu không cả nhà? Mệt mỏi, đúng không? Tiền nhà tháng này, tiền lương nhân viên này, khách hàng này không biết có hài lòng hay không, họ có phản ánh gì mình hay không, nó nhắn tin mà mình cứ chỉ sợ là nó bóc phốt mình thôi. Đủ thứ chuyện trên đời. Có tư duy đấy không? Đấy, làm cho mình nó mới đau đầu. Thế thì tôi gọi ở đây đó là tự làm cái gì ạ? Tự làm cái gì cả nhà? Đúng rồi, tự làm khổ chủ. Tốt nhất nếu vẫn tư duy đi làm thuê thì làm thuê cho người ta ngon hơn. Tiền chưa chắc đã kiếm ít đâu. Bạn nếu bạn làm giỏi thì lương bạn sẽ cao, thu nhập bạn sẽ cao. Còn làm cho mình thì nó mệt lắm, kể cả bạn làm giỏi. Bạn biết là tự làm cho bạn mà bạn làm càng giỏi thì bạn càng chết. Vì sao lại vậy? Vì sao? Bởi vì bạn sẽ phải làm rất nhiều. Và khách hàng chỉ muốn bạn làm thôi. Phải vậy không? Thế cho nên là càng giỏi mà đi ra làm chủ thì tỷ lệ tử vong càng cao. Còn gì nữa? Đi làm thuê cho người ta một ngày chỉ từng đấy tiếng thôi. Có giỏi thì tăng ca thêm 2 tiếng nữa cũng không bao nhiêu cả. Nhưng đi làm thuê cho mình thì vất vả lắm các bạn. Không thể nghỉ được. Đố khách hàng bảo bê chị có công việc bạn tối chị mới tới, cơ em làm cho chị nhé. Thế chả nhẽ mình từ chối. Mà từ chối một lần có từ chối được mãi không? Nếu ngày nào cũng từ chối thì khách sẽ đi đâu? Đúng rồi, đi chỗ khác ngay, đâu đến với mình nữa. Thế bạn sẽ thấy không? Cái người chủ càng giỏi bao nhiêu thì cái điều đấy nó càng vất vả. Công việc càng vất vả bấy nhiêu.
Đối với tư duy của tôi là trong công ty của tôi thì tôi là một người bình thường. Nếu nói về quản trị thì tôi sẽ là người giỏi về quản trị. Còn về các chuyên môn thì các bạn khác, những người thực hiện chuyên môn đó sẽ phải giỏi hơn tôi. Hiểu tư duy không cả nhà? Nếu mình đi làm chủ mình lại còn phải giỏi tất cả mọi thứ nữa thì làm sao mà mình có thể là tạo ra một công ty tốt? Công ty tốt bao gồm những người giỏi ở từng vị trí khác nhau. Phải vậy không? Và mỗi một người nhận một vị trí thì người đó phải tự thực hiện tốt vị trí của mình. Đấy là tư duy về kinh doanh các bạn nhà, chuyên nghiệp là như thế. Chứ không phải ông cứ giỏi nhất, ở đây tao là giỏi nhất, không đứa nào được giỏi hơn tao. Thằng nào giỏi hơn mình là mình ghét. Có ai như vậy không? Có không? Có chứ, bạn đi ra ngoài kia bạn sẽ thấy bạn cứ giỏi hơn chủ, bạn giỏi hơn quản lý là sẽ bị nó đì ngay. Và những công ty như vậy thường là nó tự sướng với nhau thôi chứ nó không có ý nghĩa gì hết cả. Tiền kiếm chẳng được bao nhiêu. Còn đâu là những cái công ty lớn, những tập đoàn lớn. Ví dụ những cái công ty, những tập đoàn số 1. Thế bạn thấy mà người chủ có phải là người giỏi nhất không? Phải là người giỏi nhất không? Không. Họ thuê những chuyên gia giỏi nhất, họ thuê những chuyên gia hàng đầu ở trong nước, thậm chí là quốc tế về để làm cho họ, hai người cùng hợp tác để tạo lên những kết quả tốt. Đấy là tư duy về về gì cả nhà? Kinh doanh. Và như vậy nó có khổ không? Khổ không? Không, không khổ.